Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Ngày 25 tháng 3, cụm thi đua số 3 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh gồm Đoàn Cơ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Đoàn Cơ sở Cảnh sát Cơ động, Chi đoàn Cảnh sát Quản lý Hành chính và Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Ban chấp hành xã Đoàn Thượng Thới và Chi đoàn Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại ấp Ông Lãnh, xã Thượng Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Công trình thanh niên có chiều dài 2.000 m với 50 trụ đèn, tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng. Trong đó, cụm thi đua số 3 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do bà con trên tuyến đường đóng góp. Và với sự tham gia hỗ trợ nhiệt tình của hơn 40 đoàn viên thanh niên cụm 3 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, xã Đoàn Thượng Thới, Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan thông thoáng trên các tuyến đường của ấp. Phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Tại đây đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Ban chấp hành đoàn xã Thuận Thới, Ban chấp hành đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long và Chi đoàn Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long. Đây là hoạt động nhằm mở rộng quan hệ, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác tổ chức và hoạt động phong trào đoàn, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị kết nghĩa. Công trình thanh niên thắp sáng đường quê góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.